Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay ngày 18 tháng 9 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đang có mặt tại nhà thờ họ Hoàng Ngọc tại Hà Giang, Thanh Hóa. Hiện tại bây giờ đang là 12 giờ trưa. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đang có mặt tại nhà thờ họ Hoàng tại Hà Giang, Thanh Hóa để lắp đặt đồ thờ cho ông Hoàng Ngọc B. Địa chỉ tại Hà Giang, Thanh Hóa. Thì quý khách ở gần, quý khách có thể đến thăm nhà thờ ông Hoàng Ngọc B để xem các cái đồ thờ cúng mà cơ sở đồ gỗ Yên Lanh đã lắp đây. Thì hôm nay là mùng 2 âm tháng 8 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Yên Lanh đã vận chuyển và bàn giao lắp đặt bộ hoành phi câu đối lồng cuốn thư bằng chất liệu gỗ gụ Lào. Đây cũng là một đơn đặt hàng của bác B, tức là ông Hoàng Ngọc B. Ông năm nay đã gần 70 nhưng ông rất chịu khó xem các cái cơ sở làm đồ gỗ trên YouTube, và ông đã chọn và đặt niềm tin uy tín vào cơ sở đồ gỗ Yên Lanh. Ông đã đặt một bộ hoành phi câu đối lồng cuốn thư bằng chất liệu gỗ gụ. Câu đối thì chúng tôi chạm là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, một bên chúng tôi chạm Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, và hoành phi ở giữa chúng tôi chạm ba chữ là Đức Lưu Quang, nghĩa là những người có đức độ thì tỏa sáng mà lưu truyền mãi về sau này. Đó là nghĩa của ba chữ Đức Lưu Quang. Và trên màn hình các bạn đang xem đây là ông Hoàng Ngọc B, chủ nhân của ngôi nhà thờ mà ông đã xây dựng lên. Tâm huyết của ông là đã sắm đồ thờ nhưng mà phải về đúng làng nghề gốc, làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định để đặt hàng. Ông đã xem rất nhiều các cái clip của cơ sở đồ gỗ Yên Lanh đưa lên. Và chúng tôi cũng báo luôn cái kích thước của bộ hoành phi câu đối này như sau. Kích thước bức hoành phi chúng tôi làm dài 1m97, theo thước chuẩn lỗ ban, thước phong thủy, chiều rộng 67. Ván chúng tôi làm dài 3 phân, bên trong là liền khối không ghép, chạm ba chữ Đức Lưu Quang bên trong cuốn thư. Và câu đối bên phải chúng tôi chạm Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh có phụ đề tiếng Việt. Và xung quanh phần diềm thì chúng tôi chạm tứ quý, xen kẽ gấm hoa chanh. Phía dưới thì chúng tôi đục lãng hoa, và bên trên chúng tôi đục rơi rơi ngậm đồng tiền. Và chúng tôi cũng đã bàn giao một cỗ bài vị bằng gỗ mita đặt ở bên trong hậu cung, được đặt long trọng trên chiếc ngai thờ, và chạm năm chữ là Hoàng tộc Tổ Khảo Tỷ, tức là ông bà tổ tiên của họ Hoàng Ngọc tại Hà Giang, Thanh Hóa. Quý khách ưng mẫu sản phẩm hoành phi câu đối như này, hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Cơ sở đồ gỗ Yên Lanh nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách hãy liên hệ về Zalo 0986 883349, chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho quý khách. Đồ gỗ Yên Lanh đang phát video trực tiếp tại Hà Giang, Thanh Hóa. Cảm ơn 8.000 quý khách đang theo dõi trên kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh, những người yêu đồ thờ cúng tâm linh. Chúng tôi có mặt trên khắp mọi miền Tổ quốc để bàn giao và lắp đặt các cái đồ thờ cúng đẹp bằng gỗ như hoành phi câu đối, tượng thờ, khám thờ và ngựa thờ cho các gia đình đã đặt hàng. Thì trong thời gian gần đây chúng tôi cũng bàn giao rất nhiều các cái bộ hoành phi câu đối như này, dát vàng thật, cho anh Đồng, anh ở Hà Nội. Trong video trước chúng tôi đã giới thiệu thì quý khách có thể xem qua. Quý khách có thể truy cập vào địa chỉ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lanh để quý khách xem thêm. Chúng tôi đang zoom sát lại gần bức hoành phi để cho quý vị xem, và chúng tôi đã lắp đặt bàn giao vào đúng vị trí cái không gian phòng thờ, tức là bên ngoài hậu cung. Bên trong hậu cung thì sau này bác có ý tưởng làm một chiếc cuốn thư đặt vào bên trong và đôi câu đối của bầu. Và chính tôi cũng là người đích thân đi treo lắp cũng như là nhận hàng. Chúng tôi là những người nghệ nhân nổi tiếng của làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định, và đã được nhà nước cũng như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
cấp bằng năm 2018, đó là bằng nghệ nhân. Chúng tôi đã đạt danh hiệu cao quý nhất của những người làm thợ, đó là nghệ nhân. Thì không có gì làm khó được chúng tôi. Chúng tôi sẽ đáp ứng ra thị trường các cái mẫu mã gần như là độc quyền và thương hiệu. Và video đang được quay trực tiếp tại nhà thờ họ Hoàng tại Hà Giang, Thanh Hóa. Quý khách ở gần, quý khách có thể qua nhà ông Hoàng Ngọc B tại thôn Chánh Lộc, xã Hà Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Tôi có mặt trên toàn quốc, bàn giao, lắp đặt đồ thờ cúng, hoành phi câu đối, ngai thờ, khám thờ. Và trên hình đây bác đang làm lễ và khấn ông bà để đưa bộ hoành phi vào thờ cúng được trang nghiêm. Chúng tôi cũng được biết bác cũng là một người rất có tâm. Một mình bác xây dựng nên căn nhà thờ này. Và tâm huyết của bác là muốn sắm đồ thờ, nhưng sắm dần theo từng năm vì kinh tế cũng hạn hẹp. Vì bác đã xây ngôi nhà thờ đã gần 1 tỷ rồi, thì các đồ thờ bác sẽ sắm dần, như là sập thờ trường kỷ. Và ngôi nhà thờ này là ngôi nhà thờ 5 gian, 3 gian chính và 2 gian bên là bác để ở. Và ngôi nhà thờ này chúng tôi cũng được biết là khởi công vào ngày mùng 10 tháng 9 năm 2019 âm lịch. Và gian giữa này chính tay bác đã khắc nên là cất nóc ngày mùng 2 tháng 11 năm Kỷ Hợi. Đây là thời gian cất nóc. Toàn bộ đây là nhà bác làm bằng bê tông, sơn giả gỗ, quý khách có thể tham khảo. Và làm xong là 19 tháng 12 năm 2019. Một mình bác xây dựng nên. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các cái video của chúng tôi về đồ thờ cúng trên trang YouTube. Quý khách có thể truy cập fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành để quý vị có thể lấy hình ảnh. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các cái video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Quý khách đang xem trên màn hình, đây là bộ hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ gụ. Hoành phi thì là hoành phi lồng cuốn thư. Cuốn thư câu đối chúng tôi làm kích thước là dài 1m97, rộng 28 và dày 4 phân liền khối. Còn các bạn đang được chiêm ngưỡng đây là toàn cảnh cái không gian hậu cung của nhà ông Hoàng Ngọc B tại Hà Giang, Thanh Hóa. Chúng tôi đang nhận rất nhiều các cái hợp đồng ở ngoài Quảng Ninh, Móng Cái. Trong tháng 9 tới chúng tôi sẽ bàn giao. Thì quý khách hãy đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành. Cảm ơn quý khách đã quan